Xin chào các bạn đã quay trở lại với Đi Review, và trong hôm nay mình sẽ gửi tới cho các bạn một video đánh giá chi tiết cũng như hướng dẫn cách sử dụng cơ bản về một món phụ kiện rất là hot trên tay mình, đó chính là chiếc Apple Watch Series 3 phiên bản LTE. Và ở cái phiên bản LTE này thì chúng ta sẽ có một cái nút Digital Crown màu đỏ để cho các bạn phân biệt với những cái phiên bản thông thường. Và sản phẩm này hiện đang có giá 8.390.000 đồng, đang được phân phối rộng rãi tại các chi nhánh của Di Động Thông Minh. Khi các bạn mua hàng thì sẽ được tặng rất là nhiều phần quà như là sạc đi kèm với cả chiếc Apple Watch này trị giá hơn 1.000.000 đồng, cùng với cả một mã code giảm giá trực tiếp 500.000 đồng. Link của sản phẩm này mình đã gắn kèm dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi đánh giá chi tiết về cái chiếc Apple Watch Series 3 này nhé. Đầu tiên, để sử dụng chiếc Apple Watch này thì các bạn cần phải có một chiếc iPhone, ít nhất là iPhone 6 và được update lên phiên bản iOS 11. Và tiếp theo thì việc kết nối rất là đơn giản thôi, các bạn hãy kết nối mạng với chiếc iPhone này. Cùng với đó thì chiếc Apple Watch Series 3 của bạn phải được sạc hơn 50%. Tiếp theo đó thì các bạn hãy vào App Watch ở trên iPhone và bắt đầu ghép đôi. Ở đây thì nó sẽ hiện lên một bộ quét mặt của chiếc đồng hồ như là cái mã QR ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ cấp quyền truy cập và đồng ý với một số điều khoản, chỉ việc ngồi chờ quá trình đồng bộ một chút thôi. Các app từ iPhone của bạn sẽ được đồng bộ hóa vào đồng hồ. Tiếp đến thì mình cũng sẽ giải thích một số những cái phím cơ bản ở trên cái chiếc Apple Watch này. Thì như mình nói ở ban đầu ấy, thì chúng ta sẽ có một cái phím Digital Crown màu đỏ. Thì ở cái phím này thì chúng ta sẽ có chức năng khi bạn ấn một lần, nó sẽ hiện lên tất cả các cái app mà nó tương thích với iPhone của bạn. Khi bạn ấn giữ thì bạn sẽ triệu hồi được Siri. Ngoài ra thì có thể xoay, quận để zoom ảnh này. Còn một cái phím nữa ở dưới cái phím này thì mình sẽ gọi nôm na đó là cái phím đa nhiệm đi. Thì khi mà mình ấn một lần, nó sẽ hiện lên phần dock. Khi ấn hai lần thì chúng ta sẽ có Apple Pay, và giữa cái phím này thì chúng ta có thể tắt bật nguồn và gọi khẩn cấp SOS. Ở đây thì mình cũng không dùng nhiều app lắm, nhưng mà có thể thấy là chúng ta cũng được hỗ trợ những cái app như là Nhạc Của Tôi, iMess, app gọi điện này, hay là Messenger của Facebook, hay là cũng Viber cũng được hỗ trợ và đồng bộ luôn. Chúng ta sẽ nhận được thông báo khi có điện thoại gọi hoặc là có tin nhắn. Và đương nhiên các bạn cũng có thể nghe gọi luôn trong thông qua cái cổng mic và cổng loa ở đây. Chất lượng âm thanh mình thấy khá là tốt. Tuy nhiên thì ở cái cổng mic này của cái chiếc Apple Watch này thì nó thu rất là nhạy. Khi mà các bạn rep tin nhắn hay là gọi điện trong một cái môi trường nó quá ồn ấy, thì đương nhiên nó sẽ thu được rất là nhiều những cái tạp âm và ảnh hưởng đến cái chất lượng tin nhắn mà bạn trả lời hoặc là cũng như là cuộc gọi điện của bạn. Và trên tay mình hiện tại đang là cái phiên bản Apple Watch Series 3 bản 42mm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thêm một cái sự lựa chọn nữa, đó là phiên bản 38mm. Nhưng mà nếu như mà các bạn có một cái cổ tay, phải là có một cái cổ tay thực sự nhỏ ấy, thì các bạn mới nên sử dụng cái phiên bản 38 này. Còn bởi vì khi mà mình đeo thử cái phiên bản 38 ấy, thì nó rất là bị hụt đi rất là nhiều. Thêm vào đó thì cái phiên bản mình đang dùng, nó là cái phiên bản basic nhất. Cái phần máy thì được làm bằng nhôm aluminium, còn cái phần dây đeo thì được làm bằng cao su màu đen. Cái phần dây đeo này thì các bạn cũng có thể mua được rất là nhiều cửa hàng bán để thay thế về màu sắc hay là chất liệu nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tháo ra lắp vào, vệ sinh thoải mái và cực kỳ chắc chắn. Màn hình AMOLED hiển thị sinh động rực rỡ, mang lại vẻ trẻ trung, năng động. Thì các bạn lưu ý là nếu như mà có thời gian thì nên đi dán màn hình để bảo vệ em nó một cách tốt nhất. Sở dĩ mình chọn cái phiên bản màu sắc cơ bản này bởi vì là trong quá trình mình đi làm hoặc là đi chơi hàng ngày ấy, thì mình chỉ mặc áo thun này hoặc là cái áo polo kết hợp với quần jean rất là đơn giản thôi. Cho nên mình cảm giác là cái phiên bản này nó rất là phù hợp với cái gu thời trang của mình. Cho nên một điểm cộng đầu tiên dành cho chiếc Apple Watch về cái gu thời trang. Tiếp theo thì phiên bản này là phiên bản LTE, nó được kết hợp sẵn eSIM ở bên trong nên có thể sử dụng được dữ liệu di động. Nhưng mà tuy nhiên thì các nhà mạng tại Việt Nam vẫn chưa hỗ trợ cái loại SIM này, nên buộc chúng ta vẫn phải kết nối iPhone trong bán kính khoảng 10m để chắc chắn rằng đồng hồ của bạn có thể nhận được thông báo khi cần. Mặc dù tại Việt Nam không dùng được eSIM, nhưng hầu hết trên hơn 140 quốc gia đã có thể sử dụng được eSIM. Nên nếu bạn là một người thường xuyên phải di chuyển ra nước ngoài, có thể bạn là một phóng viên thường trú hay là du học sinh, hoàn toàn có thể trang bị cho mình một món phụ kiện này. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì các nhà mạng Việt Nam sẽ đàm phán về việc sử dụng eSIM để việc sử dụng các sản phẩm của Apple được đồng bộ và tối ưu hết hiệu suất.
Tiếp đến thì về màn hình thì các bạn có thể lựa chọn được khá nhiều cái loại mặt đồng hồ như là đồng hồ kim classic hay là đồng hồ số điện tử bằng những cái thao tác rất là đơn giản. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng được nhắc nhở từ những cái ứng dụng có tên là hoạt động ấy về việc điều khiển nhịp thở này, nhịp tim, chạy bộ hay là theo dõi target tập luyện của các bạn theo từng ngày, rất là phù hợp với các bạn đang trong chế độ giảm cân, tập gym hay là cho các PT huấn luyện tại các trung tâm. Và nếu như các bạn là fan của Apple, hãy trang bị thêm một chiếc tai nghe Bluetooth, có thể là AirPods luôn, cho nó đồng bộ để nghe nhạc trên chiếc Apple Watch này. Vẫn được hỗ trợ các app nghe nhạc như là iTunes hay là nhạc của tôi. Thêm nữa là tính năng chống nước và đẩy nước ra ngoài khỏi chiếc Apple Watch này thì chúng ta truy cập vào cái phần icon hình giọt nước, cuộn với phím Digital Crown và toàn bộ nước sẽ được đẩy ra ngoài qua các lỗ thoát. Cái tính năng chống nước và kháng nước ở trên chiếc Apple Watch này cũng khá là ấn tượng các bạn nhé. Và một điểm cộng cuối cùng dành cho chiếc Apple Watch Series 3 này đó chính là về dung lượng pin. Khi mà mình trải nghiệm được cái chiếc Apple Watch này hơn một tuần rồi và nó có một cái hiệu năng nhanh hơn so với các phiên bản trước rất là nhiều. Tuy nhiên, cái dung lượng pin thì mình dùng phải hơn 2 ngày mới phải sạc một lần và cái thời gian sạc của nó thì nhanh vô cùng luôn. Chúng ta sẽ có một cái sạc không dây, chỉ cần đặt Apple Watch lên và sạc sẽ hút cái mặt đồng hồ xuống nhờ từ tính của nam châm. Và trên đây thì mình vừa gửi cho các bạn một số thông tin về chiếc Apple Watch cũng như là cái hướng dẫn một số cái cách sử dụng các cái chức năng cơ bản của chiếc Apple Watch Series 3 này. Và nếu như các bạn là một fan yêu công nghệ và đang sử dụng iPhone thì đừng ngần ngại trang bị thêm cho mình một cái món phụ kiện vừa đảm bảo nhu cầu về thời trang, vừa đảm bảo về yếu tố công nghệ như là chiếc Apple Watch Series 3 này. Bên cạnh đó, nếu như mà các bạn đã thấy nhàm chán với cả những cái mẫu đồng hồ cơ truyền thống ấy thì các bạn cũng có thể sử dụng cái chiếc Apple Watch này, bởi vì nó có thêm cái yếu tố công nghệ cộng thêm cái yếu tố xem giờ bình thường nữa thì hứa hẹn sẽ là một sản phẩm mang đến những cái trải nghiệm thú vị dành cho các bạn. Và lý do cuối cùng, nếu như các bạn đang sử dụng một hệ sinh thái của Apple từ iPhone này cho đến iPad hay là iMac cho đến MacBook thì không có lý do gì để cho các bạn bổ sung thêm một chiếc Apple Watch Series 3 này vào tủ đồ công nghệ của các bạn. Cá nhân mình sau một tuần trải nghiệm và sử dụng chiếc Apple Watch này thì mình thấy khá là hài lòng với những chức năng và những ưu điểm.